Kính chào quý khán giả và các đồng chí đã trở lại với truyền hình Quốc phòng Việt Nam để đồng hành cùng chúng tôi trong 35 phút của bản tin ngày mới sáng nay. Với những thông tin cập nhật sinh động và hấp dẫn, chúng tôi hy vọng mang tới cho quý khán giả và các đồng chí những thông tin bổ ích, mang một năng lượng mới tích cực cho một ngày làm việc hiệu quả và nhiều niềm vui. Còn ngay sau đây, mời quý khán giả và các đồng chí cùng chúng tôi chuyển động với dòng chảy tin tức của bản tin sáng nay, thứ Tư, ngày 17 tháng 1. Bệnh nhân Triệu Công Thanh, 65 tuổi, quê ở tỉnh Bến Tre, mang khối u não khổng lồ, vừa được xuất viện sau 14 ngày phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần Quân khu 9. Trước khi nhập viện, ông Thanh bị ngã và được đưa đến Bệnh viện Quân y 120 trong tình trạng đau đầu nhiều, chóng mặt, nửa người phải yếu nhẹ, sức cơ 3/5, liệt ngoại biên trái. Kết quả chụp MRI phát hiện khối u có kích thước đường kính 55 x 50 x 66mm, tiên lượng nguy hiểm. Sau 6 giờ phẫu thuật căng thẳng, khối u khổng lồ chiếm 1/4 não bộ của bệnh nhân đã được lấy ra. Do bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nên Bệnh viện Quân y 120 đã hỗ trợ toàn bộ viện phí. Rồi cũng đã khép lại bản tin ngày mới sáng nay. Cảm ơn quý khán giả cùng các đồng chí đã đồng hành trong thời lượng của chương trình. Và đừng quên trở lại với chúng tôi trong các bản tin thời sự tiếp theo trong ngày trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.